Mình ngủ chút xíu và bây giờ mình thức dậy mặt trời lặn mất tiêu rồi các bạn. Mình tính là mình sẽ thức dậy mình quay vào buổi ráng chiều, nhưng mà cuối cùng mình thức dậy cái mới đầu trời có điều sắp tối luôn rồi mọi người. Thì chắc là tại hồi trưa đó mình làm nó mệt đó các bạn, cái mới đầu ngủ thiếp hồi nào không hay. Thì bây giờ dẫn mọi người đi vòng vòng ở đây coi khung cảnh đồng quê ở đây một chút. Nói chung người tránh dịch thì tránh dịch, mà chúng ta cũng cần phải thư giãn. Nói chung là tâm trạng của chúng ta nó phải thoải mái các bạn. Đó, khoan khoái, tinh thần sảng khoái, dễ chịu thì lúc đó thì cơ thể của chúng ta nó mới có sức nó đề kháng lại dịch bệnh, đúng không? Giờ này mà ở dưới cánh đồng thì không có ai hết trơn các bạn. Thỉnh thoảng thì có một vài người, mấy bác nông dân ra xịt thuốc. Còn vắng lắm, nói chung là vắng. Giờ này là 18 giờ 11 phút, tức là khoảng 6 giờ mấy các bạn, 6 giờ 11 phút. Ai nè, quên khoe mọi người cái đồng hồ triệu đô nè. Đồng hồ này 175.000, ủa lộn, 170 cái 75 đâu. Mới mua gì được mấy bữa, thay cục trái trái này nè các bạn. Cái cục mà cái trắng trắng này nè, nó gãy mẹ con nhỏ, thay mất 20.000 nữa, thành ra cái đồng hồ có 170 nữa, nó ra tới 190. Lỗ. Thì nói chung là chiều nay chắc là không có tìm cái gì được đâu các bạn. Chiều nay thì chắc là ăn mì tôm đó. Tại vì mình cũng có thủ sẵn được mấy gói mì tôm đó mọi người. Phòng khi trường hợp mà chúng ta không tìm được gì. Thì ở đây thì chắc là tối á. Tối thì chúng ta sẽ đi soi lương các bạn. Mọi người thấy phía sau lưng tôi nè. Đó, thấy không? Phía sau lưng tôi ở đây là lúa người ta mới xạ xong. Và có nước lên rồi mọi người. Thì có nước lên như thế này á, khi tối á, thì sẽ có con lươn nó chui lên các bạn, nó chui lên nó tìm mồi á, thì chúng ta sẽ đi dọc dọc ở đây đó, chúng ta đi mé mé nè, hay là chúng ta đi ra giữa đồng cũng được, đi ra giữa ruộng cũng được, nhưng mà có điều là đừng có nên đạp lúa người ta, đạp lúa người ta quánh bể mỏ đó. Được chưa? Nên là chắc chắn không có lươn thì cũng có cá hay là cua ốc gì đó. Đó, nói chung là ở đây là dễ tìm đồ ăn rồi. Còn quay bên đây nữa, bên đây là các bạn thấy là một con kinh, đúng không? Đây là một con kinh thì mình sẽ tìm cách nào đó mình bắt cá dưới này. Nguyên cái đám lục bình này cá nó sẽ trú ngụ trong đây nè. Mơ thì bắt đầu mình sẽ làm cái lỗ đó. Thứ nhất là mình sẽ câu, hay là chắc là câu thôi chứ không làm được gì đâu. Ở đây mình có bỏ thêm cái lưới chụp nè các bạn. Cái lưới chụp, nhưng mà lúc sáng mình thấy ông chú kia ông đi chụp hình như là không có cá. Thành ra là ở đây chỉ có thể là câu thôi. Đó, chú nó núp trong đây nè. Lúc nãy tôi nghe cá lóc nó ụp bụp bụp ở đây nè. Đây nè mọi người. Còn ốc mùa này chắc là nó chết hết rồi. Tại vì các bạn thấy cánh đồng phía sau lưng mình á, mọi người thấy không? Thì người ta mới gieo xạ xong. Thì người ta sau khi người ta xạ xong á, người ta sẽ xịt thuốc ốc liền các bạn. Thành ra là mấy con ốc nó sẽ chết béo queo hết. Không có gì đâu mà bắt. Xịt thuốc ốc mà cái đường nước á, mọi người thấy cái đường nước mà người ta thả xuống đây nè, cái bắt đầu nước cứ trôi xuống đây là chết mẹ mấy con ốc dưới đây luôn. À, ngủ giấc là thức dậy thấy tinh thần sảng khoái các bạn, nhưng mà dậy không kịp hoàng hôn, ngủ làm như là nó mệt chứ ngủ ngon quá trời, là một phát một phê. Bây giờ cái đầu nó còn tê tê, nó sảng khoái mà cái đầu nó còn tê. À, đây là cánh đồng quê mình, không cò bay gãy cánh luôn. À, nói chung là nhiều hộ gộp lại chứ không phải một chủ. Cái thời xưa thì thời còn điền chủ rồi này kia thì có thể nói câu đó được, còn bây giờ nói câu đó không được, tại vì mỗi nhà bây giờ có nhiều lắm mà chừng 20 công là nhiều rồi các bạn. Quê tôi không còn nhiều đất đai đâu, đó, ai giàu lắm 20 công 20 mấy công là nhiều đất rồi đó. Mà nói chung mà mần ruộng bây giờ nó cũng không khá giả đâu, tiền phân tiền thuốc cũng hết à. Đây này cho mọi người xem phần này nè. Tối á, thì mấy con lươn nó sẽ bò lên. Mình cầm đèn pin mình đi soi dọc dọc đây nè. Đó. Thì chắc chắn là sẽ có con lươn nó chui lên. Ít nhiều mình không biết, chứ hồi nhỏ là mình đi soi là nhiều lắm các bạn. Đặc biệt là các bạn thấy mấy cái phần mà người ta mới gieo xạ xong nữa không? Người ta làm có bờ nó trống trống như vậy đó. Là bắt đầu mình đi chụp mấy con nhái, mấy con bồ tọt nó leo lên mấy cái bờ mẫu, tôi phóng lên cho mọi người xem. Đó. Nó leo lên mấy cái bờ đó rất là dễ bắt nó các bạn. Còn đây cho mọi người xem lại cái lều trại của mình. Thì tổng quan thì nó sẽ như thế này thôi các bạn.
thì chẳng có gì, tối nay chỉ cần chui vô đây rồi ngủ thôi một giấc rồi tới sáng. Thì ở đây mình có chuẩn bị thêm hai cái đèn pin nữa nè các bạn. Đây, đèn pin này tối đi soi nè, bao sáng luôn á. Đèn pin này mua tới 100 mấy rồi mấy cha, mà mua lâu rồi không có xài, được chưa? Thì tranh thủ nói chuyện này kia, quay vòng vòng cho mọi người xem khung cảnh hoàng hôn ở đây, ở đồng nó mát mẻ nó như thế này nè mọi người. Phải nói là buổi chiều ở đây nó xuống rất là nhanh mọi người. Mới lúc nãy mình thức dậy, bây giờ mình rửa mặt. Rửa mặt là mặt trời còn ló ló chừng 2 gang vậy đó. Nhưng mà mất tầm mấy phút cũng nó lặn mất tiêu luôn. Bây giờ không thấy bóng mặt trời ở đâu luôn. Hoàng hôn buông xuống rất là nhanh. Bây giờ phải vô kiếm tô mì ăn. Hả? Nấu nước làm mì gói ăn. Rồi để coi tối nay chúng ta sẽ làm gì. Coi đi bắt mấy con lươn coi có không. Bây giờ nước lớn rồi, lúc nãy là lúc sáng là nước ròng, nó cạn, mình xuống kinh mình có thể bắt được cá, mà bây giờ thì nước lớn rồi các bạn. Nước lớn không có bắt được con gì đâu. Ô đi thăm ruộng gì không, đi ngó sơn cái ông về rồi. thanh niên đi dò ruộng các bạn. Dò ruộng có nghĩa là người ta đi thăm ruộng á, coi ruộng nó có bị sâu rầy hay là bị thiếu phân thiếu nước gì không á, thì gọi là dò ruộng, đúng chưa? Miền Tây là gọi vậy đó. Nhiều khi nói dò ruộng không biết dò ruộng nó là gì đó. Ông nội đó, ông đi qua ông dò ông nước ông dòm xong cái ông về. Tôi hồi đó thì dò ruộng kỹ lắm mà. Ở đây tôi có chuẩn bị mấy gói mì nè các bạn. Mì này trời ơi, hèn gì nó bán rẻ má ơi. Mì là có chút xíu à. Mì đúng mì sinh tồn luôn á. Nè coi nè, ép rồi các bạn. Trời ơi, vậy mà mày đặt nó khuyến mãi rồi này kia là mình mua. Chào mọi người, đây là cái son nấu nước của chúng ta nè. Bây giờ thì chúng ta ăn mì thôi, tại vì bữa nay ham ăn hú uống, ủa lộn, ham ăn ngủ quá cái ngủ quên. Đây vừa tâm luôn á mọi người. Chúng ta làm cái bếp thì nó phải có độ dốc như thế này mọi người. Chúng ta đẩy vô là nó tự cháy. Nó có độ dốc này. Tôi làm cái này để tôi che gió này thấy không? Gió từ hướng đó rồi thấy không? Không che là bắt đầu tác cái này. Không bằng ăn gì được đâu. Tôi khôn lắm. Mì nè, mì nó nóng ngàn gói đúng bài luôn rồi. Mì của người ta vậy cộm. Trời ơi, thời buổi tới nó thời buổi dịch bệnh nè. Đúng bài luôn nè. Đi tránh dịch corona mà ngủ quên. Ăn mì tôm. Ở ngoài tối hù luôn rồi các bạn, mà trong máy nó nhìn nó còn sáng á, đẹp vậy luôn á. Giờ ăn mì thôi mọi người. Mọi người ăn mì với mình nha. Ông nội mẹ ơi. Nè, bẻ cái cây ra nó có nhánh như thế này nè, xong chọt một phát thế à. Khôn mà cố luôn.
Ê, mấy ông đâu có thấy tôi đâu phải không? À đây nè, đâu thấy đâu. Tớ hù luôn rồi. Em bắt đầu tôi bắt cái đèn pin lên nè. Đó, thấy mờ mờ đó. Đó. Giữa đồng nữa túi tôi. Chó hiu hiu mát nó đã mọi người. Thấy không? Ui, cái gì bay quéo quéo sau lưng nè. Gì vậy? Cái gì bay quéo quéo vậy? À, nó hát ánh sáng trời ơi. Hết hồn hết vía cho nội. Ở đây mà chiều chiều nay mà có cái võng á các bạn. Có võng mà văng ở đây á. Ôi ôi tôi nó mát nó phê không nữa mẹ ơi. Mà có điều hơi sợ ma. Mình nói nó thiệt luôn. Có vòng vòng đâu đây. Hồi không nói tới nó nữa các bạn. Nói thì bây giờ nổi da gà cho dịch tới giờ nổi da gà để phải cha thấy không? Thấy da gà nó nổi bây giờ không có bạn tới nó nữa các bạn. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chụp một bức ảnh cho mọi người xem. Cái độ bá đạo của Pro Max khi chụp vào ban đêm. Đó. Các bạn thấy không? Ở ngoài thì chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ không thấy cái gì hết. Chúng ta sẽ không thấy được đường nước hay là như thế nào á. Còn trong đây chúng ta nhìn thấy đường nước rồi, thấy cây lúa luôn nè. Đó. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ phơi sáng. Cái độ phơi sáng ở đây là 5 giây. Đó, chúng ta sẽ kéo lên thêm các bạn. Tổng cộng là 7 giây. Đó, kéo lên 7 giây luôn. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chụp cho các bạn xem nha. Chuẩn bị. Chụp nè. Đó, cho mọi người xem cái độ bá đạo của Pro Max. Mọi người thích chụp ảnh á thì cứ mua cái điện thoại này đem về chụp bá đạo trên đường hột gạo. Các bạn thấy gì chưa? Thấy chưa? Trong khi ở ngoài thì chúng ta sẽ không nhìn thấy gì hết. Nhưng mà sau khi vào hình đó, nói như là mặt trời sắp lặn thôi, nhưng mà thực sự mặt trời lặn rất là lâu rồi các bạn. Thấy không? Cho xem nè. Đó. Trong điện thoại đó. Trong điện thoại sẽ như thế này. Được chưa? Cái này mà các bạn thêm một ít ánh sáng, nói chung là chúng ta chỉnh sửa lại á thì nó sẽ rất là sáng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bấm chụp nè mọi người. Mọi người đợi xem nha, tấm ảnh này mình nghĩ chắc là cũng không có được rõ ràng lắm đâu. Tại vì nó rất là tối, nó phơi sáng tới 30 giây luôn các bạn. À, bây giờ nó đang đếm ngược đó mọi người. Giờ. Nó đang đếm ngược á. Đang đếm ngược và đếm ngược rất là lâu luôn. Nè, bây giờ cho mọi người xem lại nè nha. Các bạn thấy không? Nguyên cánh đồng lúa. Mấy cái cây thuốc nốt xa xa ở đằng kia cũng nhìn thấy luôn. Bầu trời, nhìn ra bầu trời luôn. Thấy không? Còn các bạn coi ở ngoài nè. Ở ngoài là hoàn toàn cái máy này không có thấy được các bạn. Ở ngoài này là không thấy được luôn á. Đó. Còn trong đây thì rất là sáng các bạn. Cực kỳ sáng luôn. Ok mọi người. Thì bây giờ chắc là mấy con lươn con bọc nó chưa có chui ra, cho nên là mình tạm thời mình lại tiếp tục mình chui vô đây. Thì chui vô đây mình làm thêm nhắc nữa, ở ngoài mũi cắn thấy bà nội luôn mấy cha ơi. Chui vô mấy cha. Chui vô xong rồi bịch lại liền, không mấy con mũi đi chui theo. Ở đây nó có một cái lớp màng nè mọi người, thấy không? Màng này là màng chống mũi. Màng chống mũi, chúng ta sẽ kéo màng chống mũi lại. Đó. Rồi cái điện thoại vô. Bắt đầu chúng ta sẽ kéo màng chống mũi lại nha. Kéo quẹo. Giờ tạm thời chúng ta sẽ nằm ở đây chúng ta đợi. Thì tối thì chúng ta chỉ cần kéo cái này ra, chúng ta đắp sơ vậy thôi. Nói chung là trong đây thì nó ấm rồi các bạn. Trời má ơi, con bồ hông nó chui vô được nè. Bồ hông nó chui vô được nè mọi người ơi. Đây nè. Con bồ hông mà là con gì á, con giống như là mấy con mũi tí hon á mọi người.